Vâng, xin chào tất cả các bạn với Kỳ Lân Luxury. Và như đã hứa thì clip ngày hôm nay Kỳ Lân sẽ giới thiệu về cái sản phẩm đã hoàn thiện, một chiếc đồng hồ Rolex Demi Rue Gold. Chiếc đồng hồ này thì lúc nhận của khách hàng á, cái vòng này là vòng bezel trơn hẳn bình thường và đã được đặt hàng của Kỳ Lân, tức là đến Kỳ Lân, khách hàng đã đến với Kỳ Lân để mà yêu cầu Kỳ Lân custom cái vòng bezel này. Và sau khi Kỳ Lân đã hoàn thiện thì nó là như thế này, các bác xem nha. Đây các bác xem, thì cái vòng zin á thì Kỳ Lân đã bàn giao cho khách rồi, cho nên là không có đưa trong clip ngày hôm nay. Thì cái vòng bezel zin á thì nó là vàng khối bình thường trơn, không có đến kim cương. Và nếu như mà mình sẽ làm cái kim cương lên cái vòng bezel zin thì rất là uổng, cho nên là Kỳ Lân đã tháo cái vòng bezel zin đó ra, đã trao lại cho khách hàng để bảo quản, để sau này mình không thích dùng vòng bezel dạng khối kim cương này nữa thì mình thay vào. Nhưng mà hiện tại á thì cái vòng này là vòng tất cả là vàng khối và kim cương thiên nhiên, thì nó đã tạo nên cái giá trị mà như lời em nói trong clip ban đầu. Một chiếc đồng hồ zin bình thường, vòng bezel zin bình thường thì nó không có gì đặc sắc cả, nhưng mà sau khi được custom lên một cái vòng bezel vàng khối, vòng bezel vàng khối và đến kim cương thiên nhiên, thì chiếc đồng hồ của anh Trung đã trở nên cực kỳ đẳng cấp hơn rất nhiều lần, có thể nói là hơn gấp đôi một chiếc đồng hồ bình thường và được custom. Cũng báo với tất cả các bác, tất cả quý khách là Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên custom tất cả những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Các bác nào có những sản phẩm nào chính hãng nha, mà muốn cá nhân hóa độc quyền theo yêu cầu của mình, và những sản phẩm mang đậm chất của bản thân mình và mang đậm chất phong cách của mình, để custom thành một phiên bản độc quyền, độc bản nhất, thì hãy liên hệ ngay đến với Kỳ Lân Luxury. Bởi vì Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên về custom, cá nhân hóa tất cả sản phẩm đẳng cấp chính hãng, độc quyền thành sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Mọi thông tin chi tiết thì các bác quý khách cứ truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com hoặc là Zalo 0901247247 hoặc gọi trực tiếp cho Kỳ Lân số hotline 0901247247. Và một lần nữa Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian của mình, một thời gian rất là quý báu của mình để mà xem clip của Kỳ Lân đến bây giờ. Một lần nữa rất trân trọng điều đó, và chúc tất cả toàn thể tất cả quý khách, tất cả các bác một buổi xem clip thật nhiều niềm vui, và chúc các bác quý khách thật nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.